Kính thưa ông Vũ Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên. Kính thưa các đại biểu, các ban ngành đoàn thể và Ủy ban phường, các phường trên địa bàn quận Long Biên. Kính thưa các đại biểu, Hội Sinh vật Cảnh, lãnh đạo Hội Sinh vật Cảnh Hà Nội, lãnh đạo Hội Sinh vật Cảnh Long Biên. Kính thưa các nhà vườn, các nghệ nhân, kính thưa các quý doanh nghiệp, quý đối tác cùng toàn thể những người yêu sinh vật cảnh có mặt tại sự kiện ngày hôm nay. Hôm nay trong không khí tưng bừng chào mừng kỷ niệm 75 ngày giải phóng thủ đô, được sự cho phép của Ủy ban nhân dân quận Long Biên, Công ty Cổ phần Triều Điền Hà Nội tổ chức sự kiện triển lãm trưng bày sinh vật cảnh, đồng thời cũng là dịp ra mắt tuyến phố chuyên doanh hoa cây cảnh quận Long Biên. Lời đầu tiên, thay mặt ban tổ chức, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị đại biểu, quý vị chú ý đã dành thời gian quý báu đến tham dự sự kiện này. Tôi xin kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, cùng hòa mình với thiên nhiên, không gian nghệ thuật, với các tác phẩm biết nói. Chúc triển lãm thành công rực rỡ. Quý vị thân mến, triển lãm hoa cây cảnh 2024 là một khởi đầu đầy hứa hẹn cho tiếng phố chuyên doanh hoa cây cảnh. Sự kiện này không chỉ mở ra cơ hội kết nối đam mê, kết nối giao lưu, kinh doanh của những người yêu sinh vật cảnh trên cả nước, đồng thời cũng là địa chỉ để người dân Long Biên đến vui chơi, thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc thường xuyên. Với sự góp mặt của hàng trăm nghệ nhân đến từ khắp ba miền đất nước, triển lãm mang đến một không gian đa dạng, phong phú về chủng loại, cây cảnh. Đây không chỉ là dịp để chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, thể hiện tâm hồn, bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, mà còn là nơi giao lưu, học hỏi của những người yêu sinh vật cảnh. Qua đó góp phần lan tỏa yêu thương cây xanh đến cộng đồng, nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Qua đây tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà vườn, các nghệ nhân đã không ngừng sáng tạo, chăm chút đến những tác phẩm cuối cùng để tạo ra những tác phẩm độc đáo. Chính nhờ sự đóng góp của quý vị, triển lãm của chúng ta mới trở nên phong phú và ý nghĩa. Chúng tôi tin rằng triển lãm hoa cây cảnh năm 2024 khai trương tuyến phố chuyên doanh hoa cây cảnh quận Long Biên chỉ là một sự kiện văn hóa nghệ thuật, mà còn là một hoạt động vô cùng thiết thực nhằm góp phần xây dựng quận Long Biên ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững. Lời cuối cùng, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các nghệ nhân và các chị em có mặt một ngày ở đây một buổi trưa thật vui vẻ. Xin cảm ơn.